Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiểu Sử, và sau đây là tin về Lý Hải đi sự kiện sau 13 ngày sinh con thứ tư. Sau 13 ngày sinh con thứ tư cho ca sĩ Lý Hải, cựu hot girl Minh Hà đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn trước đây. Minh Hà vừa sinh con trai Mio vào ngày 10 tháng 7, chưa đầy 2 tuần sau bà mẹ bốn con đã lấy lại vóc dáng. Ngày cuối tuần vợ chồng cô đưa Rio và Jerry tham dự sự kiện của các em bé. Minh Hà được nhiều người khen ngợi vì cách chăm con vun vén gia đình. Ngoài thời gian chăm sóc bốn con, người đẹp còn hỗ trợ chồng kinh doanh và làm phim. Trong khi đó, Lý Hải vẫn cân bằng việc chạy show và đóng phim. Giọng ca Trọn Đời Bên Em cho biết anh để Minh Hà quyết định trong công việc nuôi con vì tin tưởng tài tháo vát của bà xã. Mặc dù đây là lần sinh thứ tư, nhưng Minh Hà vẫn giữ được nét trẻ trung xinh đẹp. Cựu người mẫu cho biết cô phân bổ thời gian hợp lý để cân bằng giữa gia đình và công việc. Bé Jerry, nhà Lý Hải Minh Hà, hiếu động và tinh nghịch, không kém cậu cả Rio. Cô bé có nhiều nét giống bố và cũng thường quấn quýt với Lý Hải nhất. Jerry mạnh dạn khám phá các trò chơi trong ngày hội. Minh Hà tiết lộ cô tôn trọng sở thích và cá tính của con nên hướng Jerry theo phong cách năng động. Rio cũng mải mê tham gia các trò chơi. Tại sự kiện Lý Hải, để vợ nghỉ ngơi, một mình anh chăm sóc hai con. Gia đình Văn Anh cùng góp mặt tại ngày hội. MC điển trai của Vietnam Idol đưa vợ và ba con vào Sài Gòn nhân dịp nghỉ hè. Cô gái lớn Bảo Anh xuất hiện với bố trong chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế? Hai cô cậu Bảo Minh và Nhật Minh cũng đáng yêu không kém. Văn Anh chia sẻ, anh thường đưa con ra ngoài khám phá và đó cũng là dịp để gần gũi với con gái. Văn Anh chia sẻ, anh rất chú trọng việc dạy con và mong muốn chúng có cuộc sống tốt đẹp hơn. Vì thế, Văn Anh thường quan tâm đến những vấn đề của xã hội với tư cách là một ông bố. Vợ chồng nhà Văn Gào cũng đưa con gái đến dự ngày hội. Thông tin của kênh chúng tôi cung cấp cho các bạn đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.